hình dáng cầu lớn nhất vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sắp nối nghiệp. Sau gần 2 năm thi công, cầu Nhân Trạch lớn nhất vành đai 3 nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cơ bản thành hình, dự kiến hợp long nhịp chính đầu tiên vào tháng 9. Cầu Nhân Trạch thuộc gói thầu CV1, một trong hai gói xây lắp chính của dự án thành phần 1A trên tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cầu bắc qua sông Đồng Nai, dài hơn 2 km, rộng 19,5 m, tỉnh không thông thuyền 30 m, khoảng cách từ mực nước cao nhất tới gầm cầu. Khởi công tháng 9 năm 2022, cầu Nhân Trạch đến nay đạt khoảng 80% khối lượng. So với hơn một năm trước, công trình đã cơ bản thành hình. Gói thầu xây cầu Nhân Trạch trị giá hơn 1.600 tỷ đồng do nhà thầu Kuho EC, Hàn Quốc thi công. Hợp đồng kéo dài đến tháng 9 năm 2025, nhưng đơn vị đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ 4 tháng, hoàn thành dịp 30/4. Cầu gồm 39 trụ, trong đó phần cầu chính gồm 5 trụ, 4 nhịp. Tháng 9 tới, nhịp chính đầu tiên của cầu ở giữa sông Đồng Nai sẽ được hợp long trước khi nối thông các nhịp khác vào đầu năm 2025. Những hạng mục còn lại sau đó được nhà thầu hoàn thiện để thông xe vào dịp lễ năm sau. Nhân Trạch là cầu lớn nhất trên tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. So với hơn một năm trước, các trụ cầu giữa sông đã được xây dựng, chuẩn bị nối nhịp. Công trường cầu nằm ở nơi biệt lập với khu dân cư, sông nước bao quanh. Quá trình đi lại, vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc chủ yếu bằng xà lan, tàu, cano. Nhà thầu xây cầu tạm rộng hơn 1 mét trên sông làm lối cho công nhân di chuyển. Công nhân tháo ván khuôn đổ bê tông cốt thép trên cầu sau khi đã đạt chuẩn kết cấu. Ông Khu Gia Ki-ung, đại diện nhà thầu Kuho EC, cho biết để rút ngắn tiến độ, trên công trường đang tổ chức thi công 3 ca xuyên suốt ngày đêm, kể cả cuối tuần, dịp lễ. Hiện thời tiết miền Nam trong mùa mưa gây khó khăn cho quá trình thi công cầu. Xe đúc, ván khuôn, cốt thép, cáp dự ứng lực cùng nhiều loại vật liệu khác được tập kết trên trụ cầu để xây nhịp chính. Hoạt động thi công hiện chủ yếu ở giai đoạn sử dụng máy móc, thiết bị. Cùng với cầu Nhân Trạch, gói thầu chính còn lại của dự án 1A là CV2, đường dẫn 2 đầu dài 5,6 km. Hạng mục này trị giá 1.071 tỷ đồng do liên danh Đông Bưu, VNCN là nhà thầu thi công. Trước đó, gói thầu này gặp vướng mắc kéo dài do vướng mặt bằng, nhất là phía tỉnh Đồng Nai. Đến nay, khó khăn cơ bản được giải quyết, tiến độ chung đạt 37%. Trên công trường đường dẫn phía thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục thiết bị máy móc được huy động xử lý đất yếu, thi công nền đường, cầu dẫn. Tại khu vực này sẽ được xây dựng nút giao kết nối vành đai 3 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. So với trước, đường dẫn cùng nhánh rẽ qua nút giao đã cơ bản thành hình. Ông Lee Mu Sung, đại diện liên danh nhà thầu CV2, cho biết một trong những khó khăn lớn hiện nay là thiếu cát san lấp khi thi công đường dẫn. Để đáp ứng tiến độ chung, nhà thầu đang mua cát từ Campuchia dù giá cao hơn trong nước khoảng 50%. Do gặp nhiều khó khăn, tiến độ xây đường dẫn chậm hơn so với cầu. Tuy nhiên, nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành hạng mục này dịp 30/4 năm sau, đồng bộ với cầu Nhân Trạch. Chúng tôi áp dụng giải pháp mới trong xử lý nền đất yếu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng tiến độ được đẩy nhanh hơn. Ông Lee Mu Sung cho biết, dự án thành phần 1A do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Tuyến kết nối tỉnh lộ 25B, Đồng Nai, đến cao tốc Long Thành, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1, tuyến rộng 20-26 m, vận tốc thiết kế 80 km/h, kinh phí đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng từ vốn vay ODA Hàn Quốc và nguồn đối ứng của Việt Nam. Do được duyệt đầu tư trước so với phân đoạn còn lại của vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến 1A có quy mô, vận tốc nhỏ hơn. Để đảm bảo đồng bộ toàn tuyến, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ cho điều chỉnh dự án lên gần 9.270 tỷ đồng, bổ sung một số hạng mục như xây thêm một bên cầu Nhân Trạch, hệ thống giao thông thông minh, ITS. Vành đai 3 đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, tổng chiều dài hơn 90 km, đến nay có một đoạn dài hơn 15 km đi qua Bình Dương đã hoàn thành. Đối với phần còn lại, ngoài dự án 1A còn hơn 76 km đang được các địa phương triển khai với tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng.
Tuyến đường này dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cả vùng trọng điểm phía Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.